Hello, xin chào tất cả các anh em và các bạn. Thì trong cái video hôm nay, tôi xin hướng dẫn với tất cả các anh em và các bạn những lỗi thường gặp khi mình sử dụng cái máy hàn. Thì để khắc phục được những cái lỗi đó thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn khắc phục. Thì cái lỗi thường gặp của cái máy hàn á, thứ nhất là mình là hàn nó không ra khí. Cái máy hàn này khi mình hàn mình bấm thì nó không ra khí. Và thứ hai đó là nó có ra khí mà nó không có hàn được. Thì cái lỗi mà nó không hàn, nó không ra khí á, thường thường các bạn đi hàn là các bạn thường thường gặp là cái lỗi nó hàn nó không ra khí. Thì một là nó sẽ hư cái cục điều điều khí ở trong trong cái máy hàn. Thì thường thường đôi khi là mình đang hàn nhưng mà bị nổ cái cục điều khí. Thì chúng ta hôm nay đây là cái tôi sẽ tháo cái máy hàn cho các bạn thấy. Đây là cái cục điều khí của máy hàn. Tháo cái vỏ này ra, mình sẽ thấy được các cái cục điều khí của máy hàn. Đây thì cái cục điều khí của máy hàn là nó nằm ở đây. Đây nó là cái cục điều khí. Thì khi mà máy từ đồng khi khí từ đồng hồ vào vào dây và vào tới qua cái cục điều khí này, nếu mà các bạn mà hàn nó không ra hoặc nó hư cái cục điều khí này thì là mình hàn nó sẽ không khí nó sẽ không ra được cái đầu của cái súng hàn. Và các bạn nên nhớ hãy mà nếu các bạn mà bị hư hư cái cục điều khí này thì các bạn đem ra thợ nó họ sẽ thay cho các bạn và cũng rẻ thôi, khoảng từ 250 lọt lại thôi là thay cái cục điều khí này. Và thứ ba là nếu mà nó không hư cái cục điều khí này thì các bạn nên nhớ là các bạn phải xem cái dây dẫn. Cái dây dẫn thường là cái dây dẫn của nó là cái dây này thì tôi mới thay. Cái dây dẫn này tôi mới thay xong vì nó lâu, cái máy hàn này lâu thì nó sẽ hư cái dây dẫn này. Và nó hư nó sẽ hở khí thì nó cũng sẽ không ra được cái không ra cái máy hàn. Nó ra không ra cái súng hàn các bạn. Đó là coi như là thứ nhất là cái cục điều khí. Các bạn nên nhớ cái cục điều khí này nó rất quan trọng với cái máy hàn. Máy nó có và có ra được khi hàn nó có ra được cái súng này, đầu súng này hay không là do cái cục điều khí này. Do cái cục điều khí này. Và cái đồng hồ trên nó chỉ có là mình chỉ ca cái đồng hồ khí này, cái đồng hồ khí của cái súng hàn này. Cái đồng hồ khí của cái súng hàn này à, của cái đồng hồ của cái bình khí này nó chỉ có điều khí ra thôi. Còn quan trọng là cái điều tiết khí để cho nó ra đầu súng hay không á là do là cái cục này. Đây. Do là cái cục điều khí này. Cục điều khí này. Thì nó sẽ ra. Thứ hai nữa là nếu mà các bạn hàn mà nó chỉ có
ra khí mà không ra điện thì là đây. Tôi mở cho các bạn thấy. Đây, đây là cái đầu ấy điện, cái đầu đầu điện điện nó ra để cho nó kích cái máy hàn. Nhưng mà quan trọng á là cái này á, nếu mà nó đứt dây thì mình nói rẻ, nhưng mà thường thường các bạn thấy là cái chỗ này này. Cái dây của cái dây khí và nó cái dây khí thì nó có một cái dây đồng ở trong này. Cái dây để nó có súng ấy hàn thì nó có một cái dây đồng trong này. Một cái dây lõi đồng trong này. Một cái lõi đồng trong này là nó cũng hay bị đứt. Đấy, tôi đã gặp một cái trường hợp là nó bị đứt cái dây lõi đồng trong này. Và tôi bấm hoài thì nó cũng không hàn được. Sau này loay hoay một hồi tôi biết là nó đứt cái dây đồng trong này là coi như là nó cũng không có hàn được. Giờ tôi nối lại thì ok, nối lại và ấy là thì hàn ok. Thì cái dây đồng này nó cũng có nhiệm vụ của nó là dẫn điện, là cái dây điện, cái dây điện ở trong á. Nên các bạn nên nhớ, hãy mà các bạn gặp mấy cái trường hợp này thì các bạn cứ bình tĩnh tìm hiểu và các bạn sẽ xử lý. Còn nếu mà cái nào mà nặng lắm thì các bạn hãy đem ra tiệm nó sửa cho các bạn. Và một cái trường hợp thứ ba là các bạn hay gặp á, là cái quả súng này. Quả súng hàn này mà thường thường là các bạn hàn là nó không bị không điện, nó không ra, nó tích nó không ra điện. Thì nó không ra điện hoặc là nó chập liên hồi thì các bạn là mở ra. Các bạn một là nó bị chập hai dây lại với nhau thì nó sẽ tích liên hồi, nó cháy liên hồi. Thì các bạn mở ra và các bạn nối lại hoặc các bạn quấn keo lại. Thấy là nếu mà nó bị đứt á, nó không có mình bấm cái quà này nó không có kêu, không có kêu tạch 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 nữa là các bạn biết là nó bị đứt cái dây điện này. Các bạn nối lại là ok. Thì mấy cái này thì rất đơn giản thôi, các bạn mà đem ra thợ thì người ta nối lại thì người ta lấy tiền cũng tốn tiền. Mà hai nữa, các bạn đang đi công trình á. Các bạn mà đang đi công trình mà ba cái nhỏ nhỏ này các bạn không biết thì các bạn cứ nghĩ máy hư là các bạn đem ra thợ là coi như là thứ nhất là mất thời gian. Thứ hai là mất việc của mình. Mất thời gian, hai mất việc của mình. Mà cái mấy cái này thì nó rất đơn giản thôi. Trừ khi mà cái cục điều khí này nó bị hư. Cái cục điều khí của vào cái súng, vào cái đầu súng hàn này nó bị hư thì các bạn phải đi thay cái cục này, vì mình không có tự làm ra được hoặc nó không tự sửa được. Đấy, thì là cái này qua cái video này á, thì tôi cũng chỉ hướng dẫn cho các bạn là sửa những cái lỗi lặt vặt của cái máy hàn. Và các bạn đừng quên là cái máy hàn, nếu cái máy hàn này mình xài thấy bụi thì mình đi xịt, đi ra cái tiệm ấy mình xịt đi cho nó hết bụi đi thì nó xài được bền lâu. Thì qua video này tôi chỉ cho bạn ba cái mẹo vậy thôi. Còn các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh của tôi. Chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.